100 di động. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy thái chuối hiệu Takio 1.5. Chiếc máy này có thể băm được rất là nhiều nguyên liệu, ví dụ như là chuối, bèo, giọt mùng, rau muống, vân vân. Và bây giờ tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc.